Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, hiện nay tôi đang có mặt tại chợ bán gia súc thuộc thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Trước mặt tôi đây là khu vực chuyên bán ngựa, còn đằng sau tôi là khu vực bán trâu bò. Hôm nay tôi quyết định quay một video về những con ngựa nơi đây, hỏi thăm giá cả, hỏi về giá cả để mà chia sẻ với các bạn nhé. Hôm nay có khá là nhiều ngựa, chính xác là có tầm gần chục con ngựa, 8 con gì đấy, 8 con, 9 con gì đấy. Và ở phía đằng sau tôi còn là 1-2 con nữa. Tôi sẽ hỏi giá, nói chuyện với các chủ, các ông chú, các anh bán ngựa ở đây mà chia sẻ với các bạn. Chào chú ạ. Chú ơi, chú bán con ngựa này phải không? Mình là người Trùng Khánh luôn á. Trùng Khánh này dưới gì? Ngay dưới này luôn à? Mình ở nhà nuôi tất cả bao nhiêu con ngựa hả chú? Hai con. Mình bán một con, hôm nay là bán một con, còn để một con ở nhà. Để một con. Con này mình bán khoảng bao nhiêu tiền? Mình định bán ấy, giá của mình đưa ra ấy. Giá của mình là 24 triệu. 24. Ngựa cái nhỉ? Ngựa cái. Mình nuôi từ bé hay là mình mua về? Từ bé rồi. Nó đẻ tại nhà luôn á? Đẻ. Con đẻ lứa nào chứ chú? 4 con. Đẻ 4 con rồi đấy. Chắc là nuôi con vừa tách con sao hơi gầy nhỉ? Nó đang mút sữa. Đang chuẩn bị động được á? Đấy. Động được nhỉ? Đi cùng cháu đi, cháu hỏi giá, nó chia sẻ giá cả ngựa các bằng mình với mọi người đó mà. Làm vui vui làm hay đó mà. Đấy, ngựa Trùng Khánh các bạn nhá. Ngựa ngay thị trấn Trùng Khánh luôn. Đó, ông chú ở đây ạ. Chú bán ngựa ấy. Chú vừa bảo là bao nhiêu nhỉ? 24 triệu nhỉ? 24 triệu. Đẻ 4 con rồi, chú bảo thế. Đây là giống ngựa ta. Ngựa bán địa. Bán địa tại Trung Khánh Cao Bằng luôn. Chú ạ, vâng. Cháu chưa bao giờ quay ngựa, thích ngựa mà nhưng mà chưa bao giờ quay. Dạ. Vâng, những con trên kia thích đi quay nhưng ông chủ ở đâu không biết. Bây giờ muốn đi quay hỏi về con ngựa một chút. 24 triệu. Đó, ông chủ đây. Con ở nhà to hơn ông chủ? Nhà bé hơn ạ. Mình nuôi lớn thì bán thôi nhỉ? Bán lấy tiền. Chẳng thổ. Ngày trước là thổ nhiều đúng không? Bây giờ xe máy các thứ nhiều. Rồi cháu cảm ơn chú. Cháu lên trên này xem con ngựa trên này đã. Không biết là ai bán những con ở trên này. Đi theo hướng này các bạn nhé. Bãi cỏ rất là đẹp luôn. Video này tôi dành để quay về ngựa, mà chuyên quay về ngựa thôi, để hỏi giá cả và tìm hiểu con ngựa ở đây để mà chia sẻ với các bạn. Hình ảnh rất là đẹp luôn. Ông ạ đến xem ngựa, xem trâu bò hay là mình mua à? Ông mua được con nào chưa ông? Chưa. Mình tìm mua con gì hả? Con bò hay con trâu hay là con ngựa mà ông? Mua trâu đấy. Nhà mình ở xã nào hả ông? Người bên Quảng Nguyên ạ. Thế sao nó phải đi xe máy hoặc đi ô tô đấy nhỉ? Dạ, và cho xem con ngựa ở đây một tí. Thích con ngựa quá. Nhưng không biết ông chủ đi đâu rồi. Vâng, cháu xem con ngựa này. Chân dài nhỉ. Không biết họ bán khoảng bao nhiêu tiền. Hai con ngựa nhỏ kia họ đòi 18 triệu này. Bạn của cháu bảo là 18 triệu các bạn nhé. Vâng, con nhỏ này 18 triệu. Vâng, con trong thiêu 18 triệu. Bạn cháu mua một con ngựa đực bằng con ngựa đen này này, 16 triệu. Họ đòi giá là 18 triệu đấy. Bạn cháu sáng nay mua một con rồi. Kia 18 triệu là điều có còn bé lắm. Vâng, con này bé hơn nhỉ? Nhiều quá. Là con này cưới được đâu. Dạ. Đó. Nói chung là hai con nhỏ 18 triệu. Còn khi nào mua chắc còn thỏa thuận lên xuống một chút. Con này chỉ giá con này chỉ giá. Theo ông là khoảng bao nhiêu? 14 ạ? Dạ. Dạ.
Mà đây có anh đang xem ngựa này. Anh muốn mua à anh? À. Không biết anh chủ ở đâu nhỉ, chủ chuyên về ngựa ấy. À. Quay phim một chút về những con ngựa ở đây nhưng mà không thấy ông chủ đâu. À, con nhỏ này, hai con nhỏ này chứ. Họ bán 18 triệu dạ. Bán hết giá. À. Chẳng biết giá thế nào anh nhỉ, em chả biết là giá thế nào. Bạn em sáng nay mua một con to, con này một tí 16 triệu à, lấy đi rồi. Vâng, sáng nay ngựa đực, sáng nay mua con ngựa đực con này. Đây là con ngựa cái sao nhỉ, ngựa đực. Là ngựa đực đúng rồi. Hôm nay có gần chục con ngựa rồi, nhưng mà không biết ông chủ đi đâu rồi. Quay lướt qua một chút, chia sẻ với mọi người thôi. Những con ngựa bé bé như kia kìa, họ đòi 16 đến 18 triệu đấy. Đó. Còn con to vừa rồi tôi quay ở dưới kia, chú bảo 24 triệu. Anh em biết ông chủ bán những con ngựa này ở đâu nhỉ? Anh biết rồi. Anh lấy à? Không, em quay phim một tí, hỏi giá cả một tí. Ngựa lâu không quay, chẳng biết họ bán khoảng bao nhiêu con này. Bạn cháu sau này bảo con này họ đòi 18 triệu ấy. Không, họ nuôi lấy nuôi thôi. Người này ngựa bé mà. Giống này, giống này giống ngựa còi nhỉ, giống ngựa bé. Ừ, chân nó nhỉ. Nó to nhưng mà nó còn non. Đúng rồi, to, chân cao to. Con này cái lợn giống còi rồi. Ừ. Để xem nốt con nhé, để xem nốt mấy con bên này các bạn nhé. Không biết là chủ ở đâu, không hỏi được giá. Và họ sau này đòi 18 thật đấy. Bạn em bảo mà bạn em mua một con 16 triệu rồi. Con này với con nhỏ ngoài kia sao, hai con nhỏ ấy. Đi xem mấy con này nào. Và đây con ngựa đực. Ngựa trắng. Quay con ngựa đây à? Dạ. Ừ, quay đi, quay đi. À, của chú à? Ừ. À, cháu bây giờ chứ. Cháu thích quay ngựa, nhiều người bảo cháu quay ngựa nhưng mà cháu ngựa đực ngựa. Vâng, chú nuôi con mẻ nữa cho nó dài tí. Chú bán một con hay nhiều con hả chú? Mua thôi. À, chú mua ra? Ờ, không bán đâu. À. Người già mua ngựa về thô củi thôi. À, là thế. Mình mua bao nhiêu tiền hả chú? Con này á? Dạ. Con này ít tiền thôi mà. Ít tiền là bao nhiêu à? Con này 30 triệu thôi. À, 30 triệu đấy. Ờ, vay tiền ngân hàng nhà nước mà mua thôi. À. Vay đi. Mua về thô củi à? Ờ. À. Bán củi. Ờ, bán củi à, chú bán củi. Chú rất là vui tính. 30 triệu các bạn nhé. Chú bảo mua rồi 30 triệu đem về thô củi. Ờ, thô củi. Chuyên bán củi Trung Khánh. Bán củi thôi. Chú anh ơi. Hôm nay ở Cao Bằng thì bán củi thôi. Dạ. Ừ. 30 triệu. Ngựa trắng. Dạ. 30 triệu con ngựa đực.
Thì chú mua một phát hai con đi thổi cho nó nhanh. Ở nhà có rồi. À dạ. Ở nhà có cái đủ rồi. Dạ. Con này để làm giống thôi. À dạ. Con này tối nó đỡ buồn tí. Dạ. Mà có phần khác phần này. Hay khai phun bio bio tỏ than mà bio đái than khai bỏ dư mà khai phun sen hơn nữa cả mà khai than bắt công khai phun bắt mà khai than sen công khai củi phun sen được à, người đẹp món này đẹp dạ và thân hình nó nhỏ nhưng mà nó kiểu săn chắc nhỉ cứng người đấy cứng lắm vâng giống người này khỏe cứng vâng dạ. Ừ. Ừ. Tất cả các bộ phận đều kén. Tôi quay con bên này một chút nào. Còn con này chưa quay. Các ông chủ bán ngựa thì không biết đi đâu hết rồi ấy. À, đây, có một con bạn ở đây nhỉ. Chịu rồi, con này không biết giá bao nhiêu các bạn ạ. Đó, đây là toàn bộ khu vực bán ngựa, trâu, bò tại thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng các bạn nhé. Thực ra đây chỉ là một khu vực, một góc chợ thôi. Còn đằng sau những chiếc xe ô tô kia kìa mới là nhiều trâu, nhiều bò này. Đó. Là nhiều luôn. Các bạn ơi, như vậy tôi vừa quay một video về những con ngựa ở đây, chia sẻ hình ảnh về con ngựa, giá cả của những con ngựa ở tại chợ phiên Trùng Khánh này đến với các bạn. Các bạn đang xem kênh YouTube của tôi thì hãy tiếp tục ủng hộ tôi nhé. Bằng cách là bấm một cái nút đăng ký ở phía dưới góc phải màn hình. Sau đó bấm một cái chuông ở bên cạnh để xem được những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn. Bye bye.